Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 18 tháng 1, 2021, năm Thu quay trở lại là điểm bán cây kiểng Hoàng Ân, tọa lạc tại ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của tỉnh Long An, để chia sẻ với các bạn lô bông trang và nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu chỉ làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho Ân theo số điện thoại là 0827485959, và số thứ hai là 0827485958 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp anh chàng Hoàng Ân quen thuộc. Chào anh. Chào tất cả bà con yêu kỹ kỹ cảnh trên cả nước. Hôm nay là ngày 18. 18. Em cũng có nhu cầu giao lưu một số con trang. Con trang ngoài anh em ngoài Bắc hay gọi là qua mẫu đơn đó bà con. Mẫu đơn là giống gì vậy? Cam, giống Mỹ Cam. Giống Mỹ Cam. Được giao lưu với tất cả bà con mình. Cũng đầu clip chúc bà con mình dồi dào sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào phía bên trong để được ăn báo cáo thông số cũng như là chia sẻ từ cây một các bạn ha. Rồi, tiếp vô thẳng vấn đề luôn. Vô thẳng vấn đề luôn cho nó nhanh gọn. Nhanh gọn lẹ, em vậy đó. Rồi, cái số 1. Số 1, Mỹ Cam. Mỹ Cam cũng đỏ luôn em. Mỹ Cam cũng đỏ. Cũng đỏ Long An thôi, cũng đỏ Cà Mau. Cái này cũ, cái này em không có phui nha bà con, còn sâu lắm á, còn cứng lắm à, không có phui. Hai mét rưỡi tàn tròn nha bà con, tàn là về bà con nuôi cho nó mượt lại chứ là bông đẹp luôn à. Một cốt rồi, cái số 1 giá 2,8 triệu, cái số 1. Số 2 giống gì đây? Mỹ Cam. Có bông chưa? Có, nãy năm có thể quay bông mà. Cây nào có bông là mình sẽ zoom lại để cho các bạn thấy cái mặt bông luôn ha. Đây là cuốn đỏ phải không? Dạ. Cuốn đỏ. Cuốn đỏ. Chứ mà mấy cái nó cuốn là vậy không con ơi. Cuốn nào khác không? Bông dài với bông tơ, nó màu nó hơi lạc nhẹ một tí. Cẩu 33. Cái này bị chủ nhà người ta có chặt bớt mấy cái này. Em mới gọt gọt lại. Chặt nó chạy đó. Chiều cao 1m2. Tán ngang 1m1. Dễ này mà con dựng vô. Này em cũng chưa khai thác đế nữa nha bà con, bứng về sao để gì vậy luôn á, để về về bà con bỏ vô chậu luôn là tết có bông lai rai chơi luôn, bút nụ cũng nhiều lắm, phui ra cái là không chơi tết được, về cứ về bà con bỏ vô chậu đi rồi chơi tết chơi tết qua tết bà con xử lý lại nhẹ cái nữa là được rồi. Rồi cây số 2. Cái này giá 3 triệu. Giá 3 triệu cái số 2, mang mặt số 2. Cái này hàng mới về hả anh? Hàng mới. Mới hỏi.
Cái số 3 cũng là trang bị cam các bạn ha. Đây là còn mấy cái nụ đây. Này Tết vừa ha. Cái này cứ về bỏ vô gì luôn là chơi Tết. Ừ, chơi Tết quá rồi. Qua Tết cái mình lấy mặt bầu xuống sơ sơ vô cái mới. Giờ để về về phu ra. Lấy chùm nụ, lấy chùm nụ rồi các bạn. Kiếm cái bông thôi. Không có bông, có nụ hả bà? 3-4 chùm nụ hả? 3-4 chùm nụ hả? Bỏ đi cái chơi Tết xong rồi qua Tết cái bà con mình xử nhẹ, phá nhẹ cái bầu để con chậu vậy phá nhẹ cái bầu ra. Nó có cái lũa đây nè nha bà con. Đó. Mà cứng ngắt rồi. Cây này nó, cái dáng nó cũng quái quái. Về bà con sửa lại thành cho một cốt cũng được. Đó, mặt đây này về con phá này ra luôn, bỏ nhánh này. Bỏ nhánh này lấy thằng này lên chơi cho một cốt. Trường qua đây nè, lên cho một cốt. Nó ập xuống đất rồi em không đo được cái mặt đó. Này chắc cũng cỡ 16 17 á. Còn nè. Trường đây là 18. Cốt đây là 11. Cao 1m1. Tá ngang 1m1 luôn. Cây này về vô dây cũng khá đẹp rồi đó. Cái này nó tới đây nó hết rồi nha bà con. Sành là thử ra em để em không có xử lý luôn. Về bà con mình để chơi tàn hay để về luôn chơi cũng được. Còn không ấy thì bà con gọt bỏ cái này. Chơi về cái một cốt. Rồi cái số hả? Số 3. Cái số 3. Giá 4 triệu. 4 triệu à, có sô nái thôi nè. Có sô nái này nè. Hai con luôn rồi. Hai cái lá này luôn rồi. Rồi phiên ra đi. Bắt để vô là tẹt cái rồi. Bắt ra để mời trường chụp dính được à. Dính vô mặt cái là à. Dính cháu được không? Okay. Rồi tiếp tục. Ra đi. Số 4. Đây cam. Đây có cái bông. Rồi, giữ bông lại. Không, cắt đại cái lá ra đi. À. Đứng thòi á. À. Cái mặt cũ với nhau không? Cụm ở dưới á. Tính 20 đi. Cao này 75. Tán ngang 70. Cây số 4, cây số 4 giá 1 triệu. Bụi lớn quá. Ừ. Này ổng chưa giao lưu được nha bà con. Này vẫn là tốt ha. Nó chưa, à, nó là nó ra nằm trong đây giờ nó nằm tới Tết giờ nó cũng sao. Còn thấy lá một tuần rồi bà lá nó đâu có sụ xuống đâu. 10 ngày mười mấy ngày. Bữa này nó hai màu nha bà con, ba màu luôn á. Nhưng mà một trong một cái gốc này là nó vừa mỹ cam mà nó vừa vàng nó chung. Rồi ở trên chủ nhà có ghép đỏ nhung vô nữa. Mà nó ba màu á. Cái này thì dùng chậu là Tết là chỗ ông luôn nha bà con. Quá trời bút nụ luôn rồi. Nụ quá rồi nụ. Đặc biệt cái này hồi xưa chủ nhà người ta bứng về cái người ta để trên mặt đất, người ta lắp đất lại. Lắp đất lại xong cái gà rồi nó môi á. Ủa
ngay giờ nó thành như một bộ đế nơm rồi, nó hỏng nguyên cái này. Em đứng bầu nó sâu xuống nữa là đế cắm xuống dưới đây hết luôn á. Mình thử ra cây này nó mạnh nhất, cây này về trồng đôn lên về luôn, thằng đế dữ dội, hàng tròn đẹp, mỹ cam với lại vàng, vàng nói chung. Bộ bên đây là mỹ cam nè, bộ bên đây là mỹ cam, còn bộ bên đây là vàng nói chung, bộ bên đây là vàng nói chung, mỹ cam, chung rồi nó xen lộn như này nha mà không, nói vàng nói chung, vàng nói chung bông đậm đẹp lắm á. Lá như lá mỹ cam luôn á. Tổng cộng này 71. Không thể chuyện này. Bự bự trong đây nè, nó nằm dính trong đây nè, bự lắm. Cái thân bự lớn, thân bự lớn nè. Có cam bự. Cốt vàng nó chung bự hơn. Rồi, vậy đi. Bắt cá thông số. Cao 1m6. Đã ngàn tính 1m5 đi. Nó dưng luôn á. Dữ lắm. Ba màu luôn. Cam vàng đỏ. Rồi, được chào giá. Bộ số 5. Năm này giá 8 triệu. 8 triệu. Bộ số 6. Cũng là cam vàng luôn. 6 mỹ cam luôn. Mỹ cam vàng. Ý mỹ cam. Sao có vàng được? Vàng chứng minh luôn à. Bí vàng mắc hơn bí cam hả? Mắc hơn nhiều lắm. Và cây bí vàng mình còn không? Còn anh ạ. Rồi không bán luôn đi. Không bán là tiền lại được. Nè. Bộ này nó dài dữ lắm rồi. Bể nè, nguyên khối cũ nè. Đó, cây này nó sống của nó là nó bị chen lấn. Cái này là cái rễ của cây sứ. Rễ cây sứ nó lọn đây nè. Nhưng mà cái mặt này là củ đặc nè. Củ đặc của mỹ cam. Có hai cái rễ sứ vô đây quấn chọc ngang qua đây nè. Mà em không có phá khi nào về bà con mình trồng thì bà con mình phá lấy ra. Nhưng mà ở này cái củ đặc. Cây cam này dài dữ lắm mà. Đó, đặt hết luôn nha bà con. Có thằng này rời nè, về bà con tất cả cái này lấy này rời ra. Hôm nay đặt cũng già nè, lên như nứt già. Cái này già. Già mà nó bị giống như bị chen lấn quá rồi, không có mượt tàn. Con về đi cái đi nha, hai cái đi con, cái này nó 62. Rồi bớt cho nó. 56. Cao 1m2, tán ngang 1m2 luôn đi. Không nè. Chiếm cái bông nè. Bớt thì nhiều chứ chưa có bông. Có đó, cái cá bông. Đây đây đó, bông. Còn thấp là cá bông kia còn đang nó búp rồi. Các bạn thấy mặt bông đó ha. Rồi em mình được chào giá. Rồi cây số à. Số 6. Sáu giá 4,5 triệu. Wow.
trong bụi đẹp ha, trong mì can. Đây, có thấy mặt bông nha. Đây. Rồi. Bông mì cam thì bà con mình mà chơi mì cam thì biết là bông nó không thể cưỡng lại được. Rất là xiên bông. Cây này là cây thuần thuần chậu nha, rút em rút ra nha bà con. Cây này mua lại của người ta thuần rồi. Thử ra trong đây rễ rồi mùng rễ mền rất là nhiều. Cây gì đặt xuống là ít. Cám ra trắng ra đây. Cây này cây thuần. Đó, thì cám này. Trắng đó. Cái này cái thừng rồi. Cái tàn này bà con về chỉnh nhẹ lại cái nữa ha, để tàn tự nhiên chơi cũng đẹp. Tàn tròn vo rồi. Tàn khá là khá là xuất sắc. Mi cam mà tàn tự nhiên vậy là đẹp lắm. 52. Cũng là 52. Chiều cao là 1,5 m á. Tán ngang 2 m luôn. Tán ngang lớn lắm. Bụi này xương đều đẹp lắm. Xè tờ tàn đẹp. Về bà con mình chỉnh sửa sơ sơ lại cái. Để bó dây về cái xả ra nó còn chưa có ngang ngắn. Cho một hai cái thân đại diện này. Mười bốn, mười một, thân này cũng 13, hai mười ba, cắn cắn là nghe. Nói chung là thân này nó cũng đều đều lắm. Lớn. Củ này nó cũng khá viên cây. Chào giá. Cây số à? Số 7. Số 7 này giá 10 triệu. Gần cái đấy. Không móc xin gần đấy. Không móc xin gần xin gần. Đây, trang gì? Trang sen. Có mặt bông đây. Đây, cho các bạn xem mặt bông ha. Trang sen. Cái sen thì cái bông búp nó thấy cưng lắm. Cái đại nó sẽ ra chút xíu tí cho đựng ở dưới. À, cho anh nhìn thấy mặt bông rồi nha. Rồi. Trang sen. Cốt một củ luôn. Già dữ lắm rồi. Cho bà con mình xem cái củ đi cái. Hai mươi bảy. Cũng thừng bầu rồi đó. Bầu cây này nằm cũng lâu rồi. Đang bắt đầu ra đọt rồi. Em xem cây số à. Số 8. Giá 1,6 triệu. 1,6 triệu. Vốn rồi lại. Right.
mì cam. Bất quả đây già lắm à. Già cái này. Đây là già. Cái này già hơn em. Già lắm à. Này chạm chỉnh là vậy là vừa. Cây này trồng lâu năm rồi hả? Cây này có mấy chục năm rồi, nhà có mấy chục năm. Xương già, cái này nó có khuyết điểm. Nó hơi lũa nhẹ ngay này tí xíu. Hả? Anh đang quay kỹ cái này hả? Rồi, năm rước rồi nè, rồi. Nhưng mà nó xanh, nó kéo da, gần lắp lại lại rồi nha bà con. Nó khoảng cái đầu lũa, cái kẻ này có cái kẻ cả đầu đũa. Yeah. Đó. Đó, cái đầu đũa không ăn á, đũa không ăn từ đây nó chả đó, nhưng mà nó đang kéo lắp vô lại rồi. Cái này về bà con mình xử lý nuôi lại rồi nó dùng da ra mốt lắp kính cái này lại luôn. Mà cây này thì nó đậu già của nó thôi, khỏi nó tới luôn, mà cái tàn nó cũng già nữa, thì bà con mình về lọc lại cái tàn, bắt lại cái được mới chơi. Cái mặt này là một gốc mà cái này nó hai bụi nhau con, hai cây vậy bà con mình tách ra luôn à. Vị trí này là hai cây nè, vậy bà con mình tách này ra là được hai cây. Bên đây tách ra được cây một gốc lớn rồi à. Tách ra cụm ở đây nó cũng liền luôn, hai này liền luôn, cụm này nó riêng. Giờ con tách ra được hai bụi, còn bụi này xem một cốt nè, cái cốt nó chảy dài lên nè, đó, cho cái một cốt mình dài chứ đâu, cốt này nó dài rồi 1 mét đó mà con, rồi đo hai cái rồi đi ha. 27 cũng đây là 27 đây là 26 đó, đo vị trí này là 26 nè. Đó, đo chỗ nhỏ nhất là 26 đó, chỗ chút xíu là bự á. Ở đây là 30. Cốt này là 16. Cái này nó dài lắm mà. Còn bà con không thích cái tàn này thì cắt lại cái củ này, lấy củ này chơi bonsai. Củ này bonsai là cũng khá đẳng cấp á. Đó. Có cái đầu ảnh nữa nè. Cây này vô dáng bonsai đẹp lắm mà con ơi, phá hình chơi bonsai đỉnh luôn. Cao 1,5 m, lá ngang này tính 1,5 m đi, cái này thè là thè quá, tính 1,5 m đi. Củ ở đây cũng đẹp lắm mà con ơi, nè hai có hai cục cú gì đây nữa, củ ở đó cũng đẹp. Nói chung là cái này tách ra được hai cái đẹp luôn. Rồi. Cái này à. Cái siêu chín. Tảng trên nó hơi già, mình về lọc lại, mình bắt cái xương tàn tơ là ở trên. Rồi, được chào giá. Cái siêu chín. Cái chín thì giá 18 triệu. Cái nào cũng đẹp. Bin 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 bin. Thôi bin bin. Bin mà này cũng già đây. Không chưa có. Chưa có xử lý nữa.
cũ luôn nha bà con. Mặt đây cũng phản cũ hết nè. Bông. Bông đó các bạn. Bông. Bông đây. Rồi ok. Em về sao cũng chưa có phui luôn, cái này chưa phui. Đất hồng thị thinh. Đó, 33. Đọc luôn này, 37. Ra tính tới đây đi. Mét đi. Tới ngàn mét đi. Rồi, cây số anh. Số 10 giá 1.800.000. Số 11. Số 11. Mỹ cam. Mỹ cam. Rất là già cây ha. Cây này cũng dài đó. Cây này cũng hơn nửa cây nãy. Ừ, già cây. À, các bạn nhìn thấy mặt bông này ha. Trăm mà thời điểm này mình tìm những cây về là khó lắm rồi bà con. Lâu lâu rồi, một hai tuần mới có được cây bự, hai tuần mới có được cây bự. Mà giờ bà con biết cây bự, bây giờ muốn mua được cây bự thì cũng phải đấu đá rồi cùng lum là lai. Cũng phải là đấu giá hả? Không phải. Giá nên cây mấy cây bự này thì bây giờ thì mình mua giá cao người ta mới bán, mua giá rẻ người ta đâu có bán đâu, tại rất là nhiều người hỏi. Tại mua giá cao thì ra cây nó hơi khó ha. Dạ. 40 cái củ à. Cái này hai thân này nó chặt lại nhau luôn á. Chặt lại từ đây tới đây nó không đo được. Khoanh lại cái gì cái này. 25. Này họ trồng cho họ để tự nhiên, họ đâu có bón phân gì hết ta? Không. Thành bên nhìn cái lá này, nó không mướt. 2. Vậy các bạn cho phân vô nó mướt lắm. Với lại nó già rồi mà người ta không có chăm sóc á. Người ta bỏ. Do mình về mình lọc tàn lại, mình bắt tàn mới lại là đẹp ha. À, bỏ cam này nó vậy đó. Bỏ phân vô là nó xanh tốt rồi. Gốc nó là 80. Tổng chiều cao của nó là 1.5 feet. 8.5 feet luôn. Giờ mình lọc lại, cắt lại cái là nó ra cái cực nông cái lợn là nó sung à. Cái cam là nó vậy á, còn mình để hoài mình không cắt á, dạng giống như mấy cây tự nhiên người ta không có cắt biết rồi nó. Ngoài cái đầu nó cổ giống như cây mai của mình, mỗi năm mình phải cắt lại mới được. Quá trời cây này cái củ đẹp mà bà con ơi. Về bà con mình không thích bỏ luôn hai ba này luôn, gọt bỏ luôn, chơi cái củ với hai cái thân này thôi đó, chơi củ hai thân này thôi, lọc tàn lại hết, bắt tàn bắt chi mới lại. Cây số à, 1, giá 9.000.000. Môi cái tim ra không? Hả? Môi cái tim ra ngoài không? Tim nào? Môi luôn, môi luôn. Để các bạn gần đó đi, để các bạn gần đó. À, các bạn này, có lâu các bạn này khó hơn lâu chi vậy? Lâu đại. Cái tim, lục tù. Tim. Tác phẩm này, tí nó phái lắm. Tim tình yêu. Tác phẩm này, tí nó phái tác phẩm cái tim đó. Hổm cây cây này trái tim này có lên clip rồi mà có anh nói sao à, nay anh Năm cố gắng là chỉ kỹ cái cây này cho cái anh nó thấy anh Năm, chứ còn anh kia chụp hình
không rõ bằng này đâu. Quay này rõ hơn chứ. Thì mình nhìn thấy gốc nè, đây các bạn nhìn thì rõ ràng cây nó chùa lũi thôi mà. Còn giờ em đưa cái điện thoại vô em chụp hình, chụp có đoạn chứ đâu lấy hết được. Đây, lấy hết được thì nó xa đây quá. Mình đưa từ dưới gốc lên, mình lia từ dưới gốc lên đi tổng thể cây. Rồi thôi chứ thì nó chỉ cây nó trống mà nó đâu có khuất gì đâu. Bắt đầu lá bắt đầu nó đột, cái lá vàng là bắt đầu nó ra đặt nó nha bà con. Đây cây này nó đã tỉnh rồi nè. Nè, tổng thể cây nè, giờ quen vòng đi ân ơi. Okay. Tổng thể cây này ha, cho bạn xem tổng thể cây xong nông tôi sẽ rút gần lại từ dưới gốc lên trên ngọn từ chi thôi. Chi ta đưa cái điện thoại vô chụp không cách nào chụp rõ ràng được hết á. Cái bông thì giống muốn chuyển qua hường như thế. Coi ha. Bông muốn chuyển qua hường này. Bông tàn á. Đây, đây gốc đây. Nè. Tàn nó ra màu vậy. Nè, rồi em đo đi, đo đi. Xe dân nhộng đó. Cây trống lốc mà có cái gì đâu mà đâu có khuất cái gì đâu. Cái bể này quá chợ bể này nha. Bây giờ thì các bạn cái thân đo thông số cho các bạn xem. Cái phong cây thì nó có lội ra lộ ra rồi, nó đâu có điểm khuất đâu. Chế hình dung nhìn thấy chưa? Đâu có điểm khuất đâu. 75. 75 giờ đo với cây nhỏ coi. Đo một bên xong đo cây nhỏ nữa. Đây là một khối bên đặt này mà ở dưới em không có môi nữa, nó không biết sao nữa nè. 34. Mà em nghe nói là chắc là ở dưới nó dính rồi á. 41. Rồi đo một thân. Hai thằng này nó đang trâu lại là em nghĩ là nó dính lại á. Rồi đó cây con. Một cây đó, nó là diện đó. Trong lốc thì cây nó thoáng à. Ra luôn. Cây già nó dơ me hết rồi. Cây bông màu vàng hả? Bông vàng và lá chung. Vàng lá trung. Vàng lá trung. Mà cái vàng trung này bông đẹp lắm. Vàng lá trung. Hồi nãy như thấy cái chùm bông rồi không? Cái chùm bông rồi, chứ rồi kiếm rồi. Đây. Cái này có mấy cái resort hay mấy cái nhà biệt thự lớn ha. Con vàng lá trung nè các bạn. Vàng lá trung. Rồi, xe mặt bông rồi đó. Cái này giờ nó tụt lá rồi. Tụt lá vàng này mà bắt đầu nó ra tụt ngon rồi nè. Ông là làm như là nó muốn học gà đó. Rồi chiều cao cây này tầm 2 mét hả? Tầm 2 mét. Bị ngang cũng... Năm rung lại cái bông này anh. Nhưng mà con mình tham khảo cái bông này nó giống như vàng học gà sao. Cái vàng nó muốn hừng hừng bông già bông gì đó. Biết giờ mặt bông vậy đi. Rồi, cây này cây số 12. Giờ giá 4 triệu đi. 4 triệu. Chiều gửi giờ 4 triệu đi. 4 triệu. 12 giá 4 triệu. Rồi xuống. Rồi, ok. Cây này đẹp lắm bà con. Rồi. Cây này về rút bonsai chơi, trồng rừng cũng đẹp lắm. Rồi, mình cho em nữa đi. Em nữa đi, em nữa. Nằm ra đây em dứt cái cây bự mà. Rồi. Dứt cho tim. Em cuối cùng em số mấy đây? Rồi, đưa vô cái chậu rất là lớn ha. Này trọng 100 m. 100 kg. Chậu rộng 1 m. Nó nằm bích trực luôn. Bao cũ, cái này bao cũ luôn. Đây bông này các bạn. Bông đây. Bông búp nụ nhiều lắm, cái này kính về là chơi Tết bà con. Nụ rất là nhiều ha. Tàn tròn to luôn. Nụ rồi các bạn. Nụ là chơi Tết đây nè. Rồi, báo cáo thông số em này đi. Đây, gặp đây. Tổng bể này là 120 mấy, em tính 120 đi. 120 đi. Chiều cao. Cao này à? Mét rưỡi không? Hơn mét rưỡi. Chiều rộng cũng... Ngày 2 mét mấy luôn á. Nó tới đụng vô vách nhà ra luôn. 2.3, 2.5.
Rồi, em này được mình được chào giá là bao nhiêu đây? Con cô nó tốt. Tốt điều thì không lớn lắm mà. Nhỏ. Tốt ngay cả mười mấy á. À. Lấy ngón tay rồi đó. 4, 3, 12. Giống như bụi tre tàu. Giống bụi tre. 12 thì nhỏ, 7, 8 thì là nhiều. 7, 8 là nhiều. Cây này thì nó được một cái nó bệ. Bệ nó gồ lên hết luôn. Phải không có khai thác luôn. Bứng về sao bỏ gì. Để dạy dục đi, vô bọn luôn. Đừng, cố tình mình giữ bông lại đừng chơi Tết hôm nay nè. Ok. Được. Qua năm rồi bắt đầu mình hạ xuống xíu, tôi lấy cũ ra. Rồi, em được chào giá bao nhiêu? Cây số... Cây cuối cùng được chào giá là cây cuối cùng mà giá 25 triệu. Các bạn thân mến, cây cuối cùng mình được chào giá là 25 triệu trong chương trình báo giá vào ngày 18 tháng 1 2021. Đến đây thì nông thôn cũng phải nói lời chia tay với cô chú và anh chị các bạn thôi ha. Cây này rất là chuẩn bông để chơi Tết. Mà em cam đoan cái mặt bên kia đẹp hơn mặt bên đây nữa nha bà con. Tại cái đường bên đây là em đi ra đi vô nó hơi dướng, thử ra cái em xây cái mặt xấu ở đây đó. Còn mặt bên kia đẹp hơn. Bên kia tại nó dướng cái nó dướng cái mương, không thể nào mình qua được bên kia được để mình quay cho các bạn ha. Nếu các bạn thấy thích cây này thì các bạn nên trực tiếp đến đây. Các bạn nên trực tiếp đến đây để mình xem, để mình xem những cây có giá trị lớn như thế này thì mình mua mình sẽ được ưng ý hài lòng hơn. Thôi mình cũng phải nói là chia tay thôi, cái thời lượng chương trình nó có hạn thì Nam Thu cũng muốn quay thêm nữa nhưng mà rất tiếc ha, hẹn các bạn là trong những cái video kế tiếp. Rồi ăn ơi, em cũng phải nói là chia tay với cô bác và anh chị mình thôi. Cuối clip và cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua. Thì cũng chúc bà con mình sức khỏe với lại phát tài, chúc bên gia đình và người thân. Cũng rất mong bà con ủng hộ em ở cái lô trang này. Bắt đầu clip sau. Clip sau chắc 3 ngày nữa thì em sẽ về một số cây mai để phục vụ bà con mình chơi Tết. Rồi, bye bye các bạn yêu. Clip sau là có mai chơi Tết bà con ơi. Clip sau chúng ta sẽ quay mai để chia để phục vụ bà con cô bác và anh chị ha. Mai chậu chơi Tết. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nông Thu những video mới nhất. Bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.